Honey, Funny, Lucky, Happy. Trời ơi, cái gì vậy? Rồi, bắt chuột đồ. Em đang huấn luyện thần thú cuối tuần lượm rác. Đây là thần thú tiên phong cho việc dạy cho những chú cún ở đây bơi. Honey đã dạy bơi thành công rồi. Bây giờ là có 3 bạn biết bơi. Tất cả các bạn đều biết bơi nhưng mà chỉ có 3 bạn bơi theo em thôi. Mấy bạn này thì vẫn còn ham chơi, nhất là bạn đen. Vì bạn đen rất là khùng. Bạn đen là có nguy cơ bị bắt chó bắt nếu mà cứ thích chạy lung tung. Tại nó bị nhốt nhiều quá, nó bị áp lực tâm sinh lý. Nên hey, come. Đó, kêu đi là phải đi. Rác thì rất là nhiều. Chương trình là sẽ lựa học cách lụm rác thải nhựa. Mà lụm cái gì để tôi ôn còn bán được kiếm tiền. Sống qua ngày. Chờ lên đời. Đó, nó vô đây thì cây cối thiên nhiên. Con nào đang có bệnh gì trong người đó, nó sẽ ăn những cái cây đó để nó khỏe mạnh lên. Nên những cái cây cối rất là quan trọng trong thế giới động vật. Bởi vì nó có thể là cây thuốc chữa bệnh cho các loài thú mà mình không biết. Mình đi chặt phá hết. Ủa, đang làm việc mà ta? Đi go home. Em mới đi đổi tiền mặt để đi trả tiền mua đậu. Mua đậu đen. Còn con này cần phải đi nhiều nè. Mập ú à. Ở nhà bị nhốt riết. Nhốt sân sau á anh chị. Bởi vì nó thả ra nó quậy quá. Lông lá dơ quá, xuống sông tắm nó sạch. Con này mới đi ỉa, để em nhìn cức của nó coi. Cức bình thường, cức có dịch. Trong dịch đó là nó có lãi. Cứ có dịch của lãi. 2, 4, 5, 6, 7. 7 con cuốn. Nhà em sợ là cho nó đi ra ngoài đường, ngoài người xe bắt chó. Mấy con này mà xe nào bắt nổi nó. Nó sống trong thiên nhiên rồi. Ở đây chỉ người ta tới bắt ăn thịt nó mà chích điện. Mà người ta thường là người ta làm việc buổi tối. Con này, mấy con này trừ con ba chân thì nó đi không được, nó dễ bị bắt thôi. Bởi vì nó đi chậm thôi, còn mấy con kia nó chạy như ngựa vậy. Nó thấy người là nó chạy mất đất, nó đã được huấn luyện rồi. Bây giờ em đang kiếm mấy cái hộp nhựa, mấy cái lon nhựa để làm cái đồ về dạy nó học, cho nó lụm rác. Thì nó lụm được rác thì nó đi với em, nó sẽ lụm rác cho em. Hay á, hấp dẫn á. Biết khi nào mới được triệu view đi trời. Đây là ngôi nhà ma bị bỏ hoang. Bỏ cuộc chơi. Bỏ cuộc chơi làm lại cuộc đời.
Ok. Đó, tập pha khám phá thiên nhiên, phát triển thể chất của một con chó nào, của một thần thú nào. Đó, trừ khi mà em bơi dưới sông á thì em bơi đi xa quá, nó không biết em ở đâu, nó sẽ chạy về nhà. Và nó chạy về nhà thì nó phải vô được nhà, nó đứng chằng đẹp, nó ngồi ngoài đường thì có thể bị người ta bắt cóc làm thịt. Nhưng mà tụi nó rất là khôn, nó thấy người là nó biến liền. Đó, chó là thú mà, thú trong thiên nhiên mà, nó là nguồn gốc của nó là chó sói á, nên cho nó ra thiên nhiên để nó được huấn luyện, để thiên nhiên dạy cho nó những cái bài học kỹ năng sống mà mình không có dạy được, phải có thiên nhiên. Con người cũng vậy, trẻ em á phải có thiên nhiên, thiên nhiên mới dạy được cho mấy em nên người. Làm người mà không biết yêu thiên nhiên, chỉ yêu công nghệ iPhone, iPad, điện tử, tự quý vị làm hư con cái của mình. Được chưa? Ở đây có kèo thơm gì không? Em về em dựng clip tiếp cho nó đi chơi, rồi về cho tụi nó ăn vậy đó, để nó quen với mọi thứ ở đây. Đâu đâu go home. Rồi giờ kêu tụi nó về đây. Go home. Go home. Tập trung mà đâu không. Go home. Go home. Lên đường về nhà. Go home. Dạ. Dạ nuôi chó tùy duyên, có gì nuôi con đó. Chứ có nuôi là được rồi. Dạ đúng rồi. Go home. Funny. Lucky lucky. Funny lucky go home. Funny. Ok. Đi 7 đứa là phải về 7 đứa như vậy. Khi mà kêu go home là phải về nhà. Mà let's go là bắt đầu đi chơi, đi thả cửa, đi thả vàng. Muốn đi đâu đi. Nhưng trong sự quản lý, không có đi khỏi bầy. Mục đích là làm như vậy để cho mấy con chó nó có sự kháng khích tình cảm với nhau. Đấy. Cái con già đó đó, nhìn con này chứ quý vị biết nó bao nhiêu tuổi rồi chưa? 70 tuổi rồi đó. Mà còn cục một giò nữa, rất là đam mê giống như một đứa trẻ. Cô bé già không tuổi nè. Cô bé già ơi, lông lá tùm thu quắc à. Già ở dưa lắm.
cho ra sông bơi mới sạch được. Ok, go home now. Eat. Rồi. Rồi anh em ơi. Vô nhà nè. Một em. Đây, Phấn này rất là giỏi sắc hen. Phấn này là bé rất là nghe lời sắc hen Phấn này. Con rất là nghe lời. Tiếp theo là ai nghe lời tôi nữa Phấn này, sắc hen. Rồi, Happy có nghe lời không? Đó, những cái con này không nghe lời, hai này rất là nghe lời. Nghe lời là được. Nghe lời là sẽ không có bị xui, lỡ bị người ta bắt cóc ăn thịt. Cuộc sống là phải cho mấy em cuốn được trải nghiệm chứ. Rồi, à, bé này về rồi hả? Go home. Đây là trò chơi switch game của những con chó em cho nó ở ngoài thiên nhiên. Tụi nó sẽ sống, nó được chơi, nó được thử thách. Con nào ngu là chết, con nào xui là chết. Rất là nhiều mối nguy hiểm rình rập. Đó. Go home, tới giờ đóng cửa nè. Go home. 1, 2, 3, 4, 5. Đếm tới 10 mà chưa vô nhà hết là những con còn lại sẽ bị phạt, bị xử tử á. 6, 7, 8, 9, 10. Tan tan, con này ra ngoài để được chết hả? Rồi đóng cửa lại trừng phạt. Tụi con ở trong này để anh vô ra trừng phạt tụi nó. Switch game, trò chơi con mực của những con chó. Thằng này đang đi ỉa cũng bị xử tử luôn, cái cây đâu rồi? Go home. Bây giờ là bắt đầu giết, lại cầm cây ra quơ nè. Go home. Go home. Nói không nghe. Một thằng bị ăn đòn. Go home. Go home. Hai thằng. Thằng này phải cho ăn một cây mới được. Nói không nghe hả? Kêu vô nhà không vô hả? Switch game mà con. Tha cho đó. Đó, đó. Go home. Look at. Đó. Go home. Go home chưa? Go home chưa? Go home. Go home. Look at. Yêu quái này. Nó nhảy vô bụi nó trốn luôn. Go home. Vậy thì mình sẽ chuyển qua chế độ xử tử là cho nó bỏ đói. Đô, go home. Đô. Hai tụi nó ở ngoài. Còn mấy hai em đi theo anh cho ăn cơm. Tụi nó sẽ được nhìn tụi em ăn mà thèm khát mà không được ăn. Tới lúc vô thì không còn đồ để ăn nữa. Đó là bài học. Còn đây là chùm cuối trong trò chơi con mực. Đây. Chùm cuối nha quý vị. Trò chơi con mực của những con chó. Con nào mạnh nhất thì con đó được ăn. Đây. Eat. Eat. Ăn đi. Ghê không? Chứng tỏ con này là con khờ. Con này khờ nó sẽ ở trước cửa nhà để nó đợi. Go home. Còn con thông minh thì nó sẽ bỏ chạy. Go home. Đó, con này nó sẽ núp trong lùm cây đây quý vị. Những con thông minh nó ở trong lùm cây để nó né con người. Nó đợi chừng nào mình ra thì nó sẽ phóng trong lùm cây ra để nó vô nhà.
Rồi. Trò chơi Switch game này. Trời ơi, thì ra con đen là con mạnh nhất đó hả? Còn đây là con cái ba chân. Anh Đại với chị Đại đây là sao? Ghê thật. Còn đây là cô bé nhân vật. Cô bé nhân vật rất là mạnh. Cuối cùng bị một nhát dao vô cổ. Hey, Switch game tại nhà em luôn. Chơi trò chơi đèn xanh đèn đỏ không? 1, 2, 3, come!